Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí Cbiz và bây giờ sẽ là tổng hợp những tin tức thú vị ngày hôm nay. Vào tối ngày 22 tháng 12, đại minh tinh Dương Mịch biến sự kiện khủng Harper Bazaar Design World 2022 thành sàn diễn riêng của chính mình. Diện bộ đầm với thiết kế cầu kỳ tô lên trọn vẹn đường cong mỹ miều đến vô thực, nàng bạch thiện như một lần nữa bước ra từ cảnh tiên trong phim. Từ kiểu tóc cho đến trang phục, các trang điểm đều đưa nhan sắc của Dương Mịch lên tầm cao mới đó cũng là lý do loạt hình ảnh của cô trong sự kiện đều tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội với lượt tương tác khủng nữ diễn viên khoe chọn thân hình đẹp đỉnh trong bộ váy trắng cao cấp đến từ iris van herpen gợi cảm sang trọng tinh tế hiện đại là những mỹ từ dân tình dành tặng cho dương mịch trang phục make up top tay cho đến body của nữ diễn viên tại sự kiện đều đẹp và hòa hợp không một điểm trừ Thiết kế được may layer tinh tế với các lớp vải xuyên thấu màu trắng, form dáng ôm sát với phần tà trải dài phía sau và điểm nhấn thắt nút độc đáo phía trước, khiến Dương Mịch xuất hiện cực kỳ diễm lệ và sang trọng. Không hề quá khi nói Dương Mịch hoàn toàn cân đẹp được mẫu váy này, khoe chọn thân hình cân đối cùng ba vòng chuẩn xịn khiến ai nhìn cũng mê. Tham dự sự kiện Dương mịch để tóc xoăn sóng bồng bềnh tạo nên vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng rất hợp với váy. Nữ diễn viên make up sắc xảo với đường eyeliner đậm và sắc, đi cùng với đó là tông son đỏ tươi đánh phun môi, giúp tôn lên nước da trắng sáng cùng ngũ quan xinh đẹp. Giữa trời giá rét dương mịch mặc sexy thu hút các ống kính ký giả, trên Weibo thì khán giả khen dương mịch như nữ thần đã nói thì ngay khi luật ảnh dự sự kiện do fan chụp và ảnh chính thức từ studio của Dương Mịch tung ra, khán giả không khỏi tranh cãi về độ chênh lệch về chất lượng. Nhiều người cho rằng hình do fan chụp nâng tầm nhan sắc và khí chất tiên tử của Dương Mịch hơn hẳn, trong khi sản phẩm từ phòng làm việc lại khiến bà chủ gia hành trông đơ cứng và lộ làn da trang điểm trắng bệch. Mặc dù vậy, cũng có không ít netizen mê mẩn trước những thức hình tô lên vóc dáng tuyệt mỹ của Dương Mịch do studio tung ra. Ảnh studio chụp bị nhận xét là bóc trần làn da trắng bạch tranh lệch ở gương mặt và body của Dương Mịch. Tuy nhiên không ít fan lại cho rằng những bức hình này quá xuất sắc vì bắt chọn khoảnh khắc hiếm hoi tô lên body cực phẩm và góc nghiêng hoàn hảo của Mịch Tỷ tại lễ trao giải. Không có hoạt động gì đặc biệt nhưng mà mới đây Dương Tử đã xuất hiện trên livestream để tâm sự với fan. Lần này cô diện đồ đơn giản nhưng lại rất xinh xắn, đáng yêu. Về ngoài của Dương Tử mang đến cảm giác trẻ trung hệt như em gái nhà bên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.